Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn hai cái mẫu Kalimba màu hồng của bên mình đang bán. Hai cái mẫu này thì nó hiện tại thì đang có hai hình, một hình là hình con thỏ cầm củ cà rốt và một hình là con mèo hình trái tim của Sega. Thì hai cái mẫu này ngoại hình và âm thanh như nào mình sẽ đánh giá chi tiết qua từng phần. Phần đầu tiên thì mình sẽ mở hộp cây đàn xem là phụ kiện nó sẽ gồm theo những cái gì. Đây là phụ kiện đi theo cây đàn, thì cũng có một cái hộp như bao nhiêu đàn khác, thì mình sẽ mở cái hộp ra. Cái hộp thì sẽ có gồm cây đàn, mình sẽ bỏ qua một bên. Phụ kiện thì chúng ta sẽ có một cái túi nhung để bỏ cái đàn vào. Chúng ta sẽ có một cây búa và sẽ có một miếng giấy lau và một cái đề can. Có thể sẽ có thêm hai cái bịt đầu ngón tay này cho chúng ta gãy sẽ bớt đau, nhưng mà sẽ cái này nó sẽ có đi theo tùy lô hàng, có thể lô hàng có thể không có thì các bạn cũng thông cảm nhé. Rồi mình sẽ bỏ hết qua một bên. Đây là phần cây đàn, thì cái cây đàn này đầu tiên thì nó sẽ làm được từ bằng gỗ mahogany. Chúng ta sẽ có hai cái vát hồng ở đây. Hai cái vát hồng ở đây thì khi tay chúng ta cầm vào thì nó sẽ rất là êm ái. Chúng ta sẽ nhìn hai cái vát. Mình sẽ soi chi tiết một vòng của cây đàn các bạn xem. Cây đàn này thì nó được sơn màu hồng. Nó cũng khá phù hợp cho các bạn nữ. Các bạn thích màu hồng bánh bèo một chút thì đây thì nó cũng màu hồng được sơn khá là ok. Còn phần hình thức thì các bạn sẽ lướt qua một vòng nhé. Rồi xong một vòng của cây mẫu này rồi, chúng ta sẽ đến tiếp theo là cây này, cây hình con mèo trái tim, thì nó cũng có một cái vát ở hông này. Mình sẽ đánh giá cây con thỏ này trước nhé. Với một cây nguyên khối đây, lấy cái mẫu này thì hai cái mẫu này cây phím của nó có độ mỏng như nhau, thì khi chúng ta gảy ấy, thì nó sẽ nhẹ tay hơn. Đó, đây là bộ phím mình sẽ đánh giá một cây có thùng cây nguyên khối thì nó sẽ lớn hơn một ít. Đây mình sẽ đánh cho các bạn nghe. Còn cây nguyên khối thì nó sẽ nhỏ hơn. Các bạn xem nhà đây. Đó. Thì mình có quay và âm của nó, thì cái cây này âm của nó sẽ vang hơn cây nguyên khối từ khoảng 20 đến 30%, tùy theo lực đánh. Có thể các bạn đánh mạnh thì âm nó sẽ vàng hơn, nhưng mà các bạn đánh nhẹ nhẹ hơn thì âm nó sẽ như này. Còn cây có thùng nó sẽ vàng hơn từ 20 đến 30% với cây này. Cái video clip đánh giá cái mẫu màu hồng của mình thì đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã coi cái video clip.